hello các bạn à, khuya hôm qua mới nhận được một cái job rất là đơn giản sáng nay dậy sớm mần thử ừ, thấy nó đơn giản hơn là ngồi ăn cơm nữa <laughs> cho nên à, quay demo lên cho các bạn thèm chơi <laughs> công việc thì nó chỉ đơn giản là nó quăng cho mình một cái trang web thì nó hiện tên danh sách các công ty rồi sau đó nó yêu cầu mình đi vô từng cái công ty này mở ra trong cái công ty con này nó nó có cái gì đi xem bên dưới thấy cái trang web mở tiếp ra rồi đi lùng trong trang web của nó xem có uh, địa chỉ email thì thu thập vào cái trang excel thì nãy giờ tôi làm được hai trăm mấy uh, hơn 200 cái rồi thì đây là cái trang tiếng đức cho nên thường thì người ta chuyển về trang uh, tiếng anh để coi thì thay vì chuyển thì mất thêm một công đoạn chuyển nữa mà giờ tôi đọc tiếng đức cũng quen rồi cho nên tôi sẽ uh, vô những cái mục như thường thường nó để là à đây chữ gì nó có email rồi nè khỏi cần vô nữa thường nó sẽ nằm trong cái mục contact nè nó ghi cũng giống giống na ná vậy đó hoặc là impressor gì đó còn nếu mà không rành thì cứ chuyển về tiếng anh phải ngồi chờ nó lót thêm lần nữa thì những cái chân, những cái email nó sợ bị robot đó cho nên nó ghi cái dấu S nằm trong cái cái, cái ngoặc à, vuông thì mình phải xóa nó đi. Đó. Nhiệm vụ chỉ có đi vô từng cái tìm ra thôi mà giờ mở từng cái nó lâu cho nên tôi mở một lúc một lèo vậy đó cho nó ra nhiều đi làm một lần. Thì giờ xuống đây coi có trang web mở tiếp một lèo nữa, trong lúc nó lót cái này nó lót mình làm cái này nó lót cái kia. Còn cái công ty nào mà không có cho website thì đóng lại Hả? mình Mở một lèo ra thì mình làm xong cái này mình chạy qua cái kia làm liền Không có phải mất thời gian chờ Đây nó có email nè Mà thấy nó nhỏ quá mình vô thử con tắt này coi nó có gì không Dễ cóp hơn Thấy gì mình chưa rành thì mình có chuyển về ngôn ngữ tiếng Anh mình cóp Còn này giờ tôi đọc tiếng Đức được luôn rồi ghê không <laughs> hồi đầu cũng google dịch nó cái đó là cái gì Vậy, biết rồi thì mình đỡ nó nằm trong cái mục imrit nè imrin nè cái mục imrin này cũng cũng có email nữa nè đó thấy không thay vì mình phải click cái kia nó chuyển giờ mình click vô này cái nó ra luôn không cần hiểu đôi khi mình nhìn riết mình làm mấy nghìn cái email mình nhìn riết nó quen mắt rồi mình biết cái chỗ đó là cái đó hiểu gì được rồi nếu mà nó mặt tiền nó có email rồi thì khỏi phải mình, mình lướt sơ một cái mình coi với một cái nữa họ yêu cầu là lấy cái email chung email chung chứ họ không, không có muốn lấy cái email cá nhân rồi giờ cái trang cái cái, nước đức này ta làm xong rồi bây giờ tôi tua lên tua lên chọn tiếp nước khác đây nó cho mình chọn làm theo từng nước để mình biết mình làm tới đâu còn mình không chọn thì nó sẽ mình chọn tất cả thì nó sẽ hiện ra à, theo thứ tự alphabet ở đây nước hồng kông thì nó chỉ có một công ty thôi thì trong lúc mình đang lót cái bên kia thì mình, mình cho nó chọn nước khác đi mình khỏi đợi hungary đi lắp mình chạy qua mình làm ở hồng kông bên hông chợ lớn <laughs> ừ. đi tìm contact tắc ừ công mà không có thì vô Facebook có nè thích một cái là mở ra có website có cũng đã nha còn mở mà không có gì làm chán chết không có thấy kết quả của mình cái này là nước mới thì phải có lại cái tên rồi bây giờ qua cái nước mới là Hungary cũng có thằng thằng à ít giờ dạ. Cho anh này đẹp trai ghê á, 1 2 3, 4, 5, 6, 8 mũi luôn. <laughs> làm việc mà bị kích thích như vậy sao làm? <laughs> Ủa này tiếng gì tiếng Anh. Ngồi làm việc mà cho ngắm trai đẹp không vậy, thấy đường đâu copy. <laughs> <laughs> mà ác cái mình khoái trai đẹp nữa nhưng trai này không thích à. Ông này xấu quá núi muối vừa vừa thôi gọi là hơi mù vừa vừa thôi muối nhiều quá nhìn sợ thằng này nó sợ robot quét cho nên nó không có cho email ra ngoài thành ra phải thôi không có thôi rồi cái nước Ấn Độ nó cũng nhiều dữ ha coi như thằng Hungary này không có giờ qua anh Ấn Độ bỏ ấn độ vô đây để hồi mình copy xuống nó không có bị nhầm á rồi bung một lúc nhiều anh ra làm mở một lúc năm trang ra đó, xong rồi vô đây tìm email website bung tiếp ra làm một lùi vậy đó đỡ phải chờ chứ ngồi làm từng trang biết nào mới xong việc này á à, hả gặp người mới khoái lắm dễ lắm nè người, người mới làm được việc này ngon lắm nè mà tại ông thấy cái hình mình đẹp quá cho nên ông mời <laughs> ngoài cái bộ hồ sơ đẹp xong rồi nhìn cái hình nó rất là professional không mình phải để một cái hình nào đó mà nó Nó mang tính chất chuyên nghiệp một chút nhìn vô là thấy cái niềm tin uy tín đầy mình cái hình nó cũng quan trọng lắm nhé không phải là họ háo sắc gì đâu nhưng mà nhìn cái hình cái tác phong công việc nó khác với cái hình mình nhí nhố làm ăn mình để cái hình làm ăn vô làm sao để kích thích người ta nhìn vô thấy chuyên nghiệp lại à mặc dù giờ ngoài chuyên nghiệp hơn <laughs> nhưng mà hình không có chứng minh được trang này nó không có email mình vô facebook mình tìm việc này rất là khỏe thậm chí người lâu năm như mình còn thích làm những cái việc như vậy nó không phải nặng hại não chỉ có nhìn thấy là bụp bỏ vô đó giờ bật lên tính tiền coi bật lên tính tiền chứ làm được hai tiếng rưỡi à, được hai à, trăm mấy cái tại cái này nó phải mở nhiều trang đó, đợi nó lót còn những cái trang mà nó mở ra nó nằm sẵn đó. nằm sẵn một lùi email đó đọc chỉ việc góc không á thì tốc độ nó sẽ khác nữa Còn này mình phải đi đi kiếm hôm qua ổng uh, quăng cái linh qua ổng kêu uh, coi coi làm bao nhiêu cái cái mình không nói tiếng nào không hỏi mình làm tiếng được bao nhiêu cái mình nói tiếng nào mình vô mình mở trong bé rồi mình ngồi mình làm nửa tiếng cái xong mình quăng qua mình kêu đây nửa tiếng đây thì lúc mà ổng kêu á ổng không có nói là lấy bao nhiêu email trên một công ty thành ra có khi mình mở một công ty nó ra nó có cả chục cái <laughs> mình có hết luôn à, có những đa phần thì chỉ có một email nhưng mà cũng có có một vài công ty nó làm nguyên một lùi danh sách nhân viên á cái nó hiện email ra một chùm gì đó mình làm cho một chùm luôn thì hai chùm thôi là lên tới hai chục cái rồi À, xong mình quăng qua nó ra được đâu 57 cái. Ông nhìn ông khoái quá. kêu ướt. Xong rồi ông coi lại. Ông coi lại ông mới nói là à, một mỗi công ty chỉ cần lấy một cái thôi. Cái mình nói ừ. Vậy là ông mở hợp đồng mình luôn á. Thì tại vì rõ ràng rõ ràng hôm qua một công ty nhí, lấy nhiều cái thì nó nhanh hơn còn giờ phải mỗi công ty lấy một cái phải đi tìm nó lâu hơn chứ sao nhanh bằng được sao mà nhiều bằng qua được thì mình cứ làm thôi làm để gần cuối mà mình thấy nó ít ít thì mình thì mình ngưng không bấm giờ nữa làm tặng thêm cho ổng vài vài chục cái gì đó, đó. nhiều khi cái mèo nó ác lắm nha nó không có nằm ở cái dạng kia đâu nó để nút đây nè nó mình phải click vô nó nó ẩn với một hình thức đó. Dấu kính kín mất thời gian ở cái khâu đi tìm chứ còn để mà mở rằng cái nó trình ịnh cái đó thì khỏe rồi thường mình sẽ có tên sau là bởi vì mình không biết cái trang web nó có email không cho nên là mỗi cái job nó mình có những cái quy trình khác nhau cho nó phù hợp làm cái trang nào mà nó cho mở nhiều nhiều tab nó khoái à đỡ phải chờ chóp đơn giản không khoái không người mới nhìn thèm lắm ha <laughs> thì trình làng lên để cho nó đầy đủ các chuyên ngành các kiểu cho cái con chuột của nó điệu không là mình tưởng không có lít được <laughs> à, đây là cái job mà mình vừa mới nhận thành ra mình phải nhảy lên mình làm luôn để cho nó ghim vô quốc diary ấy. Thường khi mình nhận một cái job mới về thì mình đừng có ngâm. Mình nên làm ngay, chừng vài tiếng cũng được để mình ghim cái bộ hồ sơ cho đó. Thì họ thông thường thì khi họ giao việc cho mình họ sẽ kiểm tra ngay để xem coi là cái tiến độ mình làm như thế nào, coi mình có làm hay chưa. Thì dù gì họ chạy vô cái work diary họ cũng thấy mình đã làm việc. Chứ mình về mình ngâm nó, mình nghĩ mình làm mấy cái kia xong mà mình quay qua đây thì thì trễ nải công việc của người ta do đó mình phải phân bổ đều ra nếu mà làm nhiều chóp một lúc thì phải biết cân đối mặc dù cái chóp đó không gấp nhưng mà ta cũng phải dành cho nó 1 đến 2 tiếng để cho nó có cái lịch sử ở trong nhật ký làm việc thì ông chủ có thể vào và thấy được là mình vẫn đang làm việc cho ổng chóp nào mà gấp thì ta ưu tiên làm nhiều thời gian hơn chút hoặc là chóp nào mà giá cao hơn thì ta dành thời gian nhiều hơn chút vậy đó nhưng mà bắt buộc là cần phải chia đều thời gian ra để làm tất cả các job. Job nào cũng đảm bảo là có làm thì mình mới giữ được cái mối. Còn nếu mà mình ngâm đó, mình đợi mình làm xong cái job kia cả tuần, cái job này mình không hờ gì hết đó, thì chắc chắn là không ai thuê mình đâu. Cho nên khi mà mới vô nghề đó, còn đang thất nghiệp á, đôi khi lại khỏe hơn là khi mà được người nhiều người dí đó. <laughs> nhiều người dí không biết làm cho ai bắt đầu hả? Tổ quả nhập ma luôn á. <laughs> Thì sẵn đây có vài cái vấn đề mình muốn đề cập với các bạn. <laughs> Tính là không có nói nữa, nói nhiều quá sợ mọi người chán. Mà mọi người cứ bắt tôi phải nói hoài vậy đó hả? Khổ ghê gì đó. Nói bắt tôi nói nhiều xong bắt đầu lại kêu tôi là bị tự kỷ. <laughs> thực ra mình thấy cái từ tự kỷ nhiều người còn chưa hiểu, áp dụng còn sai nữa theo mình hiểu nha mình nghĩ là cái từ tự kỷ á nó nhằm ám chỉ cho một cái à, hành động hay là một cái biểu hiện gì đó mà nó mang cái hướng à, không tốt à, nó nói chung là nó cái mặt cái mặt của nó không không phải là mặt tốt theo mình hiểu vậy đó giống như tự nhiên bạn có một cái à, động tác ngộ ngộ và ngồi trong số nhà bằng nghịch mình chơi hay là cái gì không giống ai á đó, đó. Thì, thì, thì người ta gọi cái đó là tự kỷ cứ thui thủi một mình ngồi một lãm nhảm bầm 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 như người điên á vậy mới gọi nó tự kỷ chứ còn cái trường hợp của mình á mình nghĩ nếu như mà 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 gọi là tự kỷ á thì mình dám chắc luôn cũng nhiều người ước được tự kỷ giống mình lắm à <laughs> ok được xíu thôi <laughs> rồi cái vấn đề hôm nay mình muốn nói là gì các bạn ấy, khi khi xem clip của mình á nếu như mà có thắc mắc cái câu cái điều gì đó thì trước mắt tạm thời tôi ghi chú ra đó đã khoan hãy hỏi khoan hãy comment khoan hãy uh, chất vấn cái gì gì để đó ghi lại ừ mình coi cái clip này rồi mình thấy trong cái vấn đề này mình cần muốn uh, uh, giải thích cái chỗ này, chỗ này chỗ này chỗ này rồi ghi ra cái điều tiếp theo là gì nhiệm vụ của các bạn là gì là đi tìm xem còn những clip nào nói về cái đề tài này hay không thì cái cách tìm như thế nào? Rất nhiều người chưa biết cách sử dụng tốt, hiệu quả kênh youtube đâu Chỉ biết click vào cái link rồi coi rồi xong rồi hết rồi tha rồi ra vậy thôi à Mà trong khi mình đã làm sẵn một cái clip à, hướng dẫn các bạn cái cách Để mà làm sao để xem một cái kênh youtube hiệu quả Để mình lấy được hết những cái thông tin mà mình cần quan tâm Thì các bạn đó xem coi Ngay trên những clip, bất kỳ clip nào trên youtube của mình khi các bạn đang coi Thì khoảng cỡ mấy giây đầu á thì nó chạy một cái cái đường link gợi ý là xem để không bỏ sót thông tin cần biết Như là những điều cần biết khi xem kênh youtube đó. mà đâu có kích thích các bạn đâu mình đề nghị những bạn nào chưa từng thấy cái clip đó thì làm ơn click vào đó coi đi có mấy phút đồng hồ hạ còn ai coi rồi thì thôi ai coi rồi thì họ biết cách để mà tìm kiếm những cái thông tin cần biết rồi còn những bất cứ ai chưa từng thấy cái clip đó thì làm ơn bấm ngay vào đó coi đi đã rồi hãy hỏi thì ở đó người ta chỉ cho cách để mà coi khi mà coi một cái clip bất kỳ mà thấy hay hoặc là mình quan tâm thì mình sẽ tìm cách mình lùng cho ra những cái clip tiếp theo có liên quan đến chủ đề này để mình xào nấu cho nó hết đi cho chín hết đi mình làm hết gì đó tại vì những cái vấn đề mình hỏi biết đâu người ta đã nói rồi bây giờ cứ hỏi tới hỏi lui hoài gì thì chừng nào mới ra được vẫn cứ ở trong hẻm hoài chừng nào mới ra được mặt tiền <laughs> nên là làm ơn ha. Coi thì làm ơn không biết cách tìm thì coi ngay cái clip mà nó 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 đề nghị ngay bên dưới đó. Khi bật cái cái cái, cái clip của tôi lên là nó sẽ gợi ý, tôi đã làm sẵn cái clip gợi ý đó rồi. Hoặc là nữa, bấm thẳng vào tên của tôi, audiobook for online bấm thẳng vào tên đó, nó sẽ đưa bạn về cái kênh trang chủ. Đó, nếu mà ai mà chưa từng subscribe kênh của tôi thì nó sẽ chạy tự động luôn cái clip đó đó. Đó cái clip hướng dẫn đó, đó. coi đi đó là cách để mà mình 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 khai thác tiếp những cái thông tin mà mình cần biết rồi cái cái vấn đề chính ở đây tôi muốn nói là vấn đề là nhiều bạn coi xong rồi không có đi truy tìm những cái clip liên quan cái bắt đầu lại hỏi ngồi hỏi những cái vấn đề mà mình đã trả lời rồi thì đa phần những người đó thì mình chỉ nói một câu đơn giản coi cho hết bộ series mà mình đã làm rồi gần đây thì nó rộ lên cái vụ mà mọi người tạo khao á xong bắt đầu không thấy à, à, có câu hỏi bảo mật rồi cũng quay lên thì hỏi mình sau này sau kia không có cái này nọ thì các bạn nên nhớ là mình đã tạo ở cao cách đây hàng chục năm rồi đâu phải bây giờ đâu mà cái tên hồi xưa nó cũng thay đổi cái giao diện nó cũng thay đổi cái quy trình nó cũng thay đổi mọi cái thì có thể nó sẽ thay đổi chứ nó đâu còn y xì giao diện như xưa đâu thì mình chỉ nói là nó có cái bước đó thì các bạn cần ghi chú lại rồi sau này các bạn tạo bây, bây giờ có thể các bạn mới tạo bộ hồ sơ chưa hoàn chỉnh chưa xác minh chưa uh, cài đặt các phương thức thanh toán chưa gì hết thì có thể nó chưa hỏi còn mai mốt mà hoàn thiện cái bộ hồ sơ đầy đủ lên rồi bắt đầu hoàn chỉnh rồi thiết lập rồi verify tài khoản rồi verify uh, điện thoại rồi các kiểu này kia lúc đó nó yêu cầu thì mình nói ở đây để làm chi để mình nhắc nhở các bạn là cái thông tin nó rất cần thiết để mình nhớ tại vì thông thường đa phần người ta tạo cao không ai nhớ cái câu đó trơn á ok còn giờ tạo chưa có thì hỏi thằng đét chứ sao hỏi tôi tôi có tạo nó đâu mà tôi biết hỏi thằng ngô đét á mệt thiệt á <đó. cười> hmm. rồi một cái nữa có người tạo không được nó báo lỗi gì, gì cũng quay qua dí mình mà nó trời ơi cái vấn đề á mình ở đây là gì mình cũng giống như các bạn cũng là một người dùng bình thường chẳng qua là mình là người đi trước mình biết chỗ nào chỗ nào chỗ nào mình mình rẽ sẵn đường ra cho các bạn cứ thế mà đi thôi bạn không muốn đi theo đường của mình thì các bạn cũng có thể tự đi theo đường của các bạn đúng chưa chứ mình đâu có phải là là cái cái, cái người mà quản lý điều hành toàn quyền trong cái tập đoàn Odes đâu mà hỡn chút các bạn cũng hỏi mình sao mình biết thứ nhất mình không hề tạo bị lỗi cho nên mình không biết khắc phục làm sao đúng không thứ hai mình không phải là là là, là quản lý cái cái trang Odesk cho nên mình cũng không biết trả lời với bạn là bạn bị cái lỗi như thế nào. Thế giờ bạn muốn thắc mắc thì bạn vô cái mục help đó, bạn hỏi cái chuyên viên của người ta cho người ta giải thích cho bạn. Rồi cái nữa, bạn phải nên nhớ như nè, không ai bị như bạn đâu thấy ai phàn nàn về cái chuyện tạo hồ sơ bị gì gì đó, thì bạn phải coi là cái cách tạo của mình đã đúng chưa, thao tác của mình chuẩn chưa. Mình chắc chắn mình đã làm một cái gì đó không đúng Thì nó mới báo như vậy Ok Với một điều nữa nè Nhiều bạn khi mà nhập password á Cái gõ cái telex Xong rồi để kiểu gõ tiếng Việt Thế là gõ khí thế vô Xong rồi đăng ký xong mới trơn Xong tới chừng ra lock um, vô không được bao đầu lại kêu Sao lock in vô không được Nhiều lắm trong vụ này bị hoài à Chỉ là lỗi của mình mà cứ hỏi sao với răng Rồi một cái nữa Những ai mà tạo cái account mà không thành công á là có điểm không có duyên với nghề odess đâu <laughs> mà nó nói rồi cái bước mà tạo hồ sơ á, là nó cũng đánh giá phần nào nó th cũng là qua cái thử thách xem bạn có có hợp với công việc này hay không đó là đòi hỏi bạn phải tỉ mỉ à, chỉnh chu phải chính xác à, những cái, những cái yêu cầu nó đòi hỏi nó, nó đòi hỏi ngay cái bước bạn tạo hồ sơ rồi còn bạn ẩu bạn gõ sai bạn làm bất cứ một cái gì đó mà làm lỗi cái gì đó là nó đã liệt vô cái danh sách là có khả năng là không có duyên với nghề đó là một cái với một cái nữa nhiều bạn hỏi ăn câu mà mình cạn lời luôn cũng biết trả lời sao hỏi chị ơi em không rành vi tính cũng không giỏi anh văn có làm được không không <laughs> những cũng vui thiệt em phải hỏi chính bản thân mình á em đọc cái chóp em có hiểu người ta nói cái gì không rồi người ta nói em làm đó, làm đó. Là bản thân em có tưởng tượng ra được là cái công việc cụ thể nó sẽ là cái gì không? Chứ sao em hỏi chị? Trời ơi, chừng nào em hỏi là chị ơi, cái job này chị làm được không? Thì chị sẵn sàng trả lời cho em. Còn em hỏi chị, chị ơi, em có làm được không? Thì chị, chị chịu. <laughs> Ông trời em cũng chịu nữa. <laughs> rồi một cái nữa, những cái bạn mà yếu yếu như vậy á, thì mình đã nói rồi, Bây giờ lo học đi Bổ sung thêm kiến thức đi luyện tập đi Lo kiếm tiền làm cái gì mà mà hỏi <laughs> Hình như mấy cái bạn nó chưa có coi cái clip cuối cùng Nói về cái gì đối tượng phù hợp làm việc trên Odesk thì phải các bạn đó chịu khó nghe lại cái clip đó đi để biết mình có nằm trong cái đối tượng đó hay không ha. Xác định rõ mục tiêu để tránh mất thời gian đi làm chuyện khác có lý hơn. Rồi mình cũng muốn nói là mình trả lời những thắc mắc của các bạn liên quan đến à, kinh nghiệm làm việc Chứ không phải là mình sẽ trả lời mọi cái thắc mắc của các bạn Chẳng hạn như à, các bạn hỏi à, cái job này là làm như thế nào Trời ơi, cái đó là các bạn phải tự hỏi các bạn á Nếu mà các bạn đọc mà không hiểu thì thì thôi, bỏ qua đi Sao hỏi mình được, giờ không lẽ mình có thời gian đâu Mình ngồi đó mình dịch là à, à, cái này làm gì, vậy, vậy, vậy Giờ mình nói như vậy đó Nhưng mà trong quá trình làm nó phát sinh này kia rồi Các bạn không giải quyết được vấn đề rồi sao Đúng chưa? Còn muốn hỏi cái chó này làm như thế nào thì hỏi chính ngay cái ông chủ đó đó. Ông chỉ cho. Ok? <laughs> bận rộn mà không yên. Rồi. Cũng muốn cho làm bận thêm nè. <laughs> để coi còn cái gì nữa không? Rồi một cái nữa. À, gần đây mình thấy có nhiều bạn tạo khao xong cái báo là gì chưa active với cái gì đó thì có thể nó đã thay đổi cái quy trình rồi, khi mà tạo xong thì à, tại vì cái kênh này là cái kênh xác thực à, chứ không phải là kênh tàu lao. Thành ra là khi mà bạn tạo account thì nó nó phải có cái thời gian để cái ban quản trị người ta kiểm duyệt và người ta chấp nhận phê duyệt cái cái bộ hồ sơ này của các bạn. À, là lúc đó các bạn mới được à, chính thức là thành viên. Thì nó báo là chờ bao nhiêu tiếng, bao nhiêu ngày thì cứ chờ đi. Vì có nhiều khi có những người hỏi qua là sao em tạo khao rồi rồi nó báo gì phải chờ bao nhiêu tiếng ờ gì thì nói nó nói vậy thì chờ hết nhiêu đó tiếng đi rồi coi nó làm sao bây giờ hỏi mình mình cũng đâu trả lời được các bạn cái chuyện đó hồi xưa mình tạo thì nó chưa có những cái quy luật đó bây giờ nó thay đổi thì nó có những cái quy luật đó vậy thôi còn cái vụ câu hỏi bảo mật thì mình chắc chắn một điều rằng khi mà rút tiền thì nó sẽ hỏi đó Tại vì mình vẫn rút từ đó giờ mình lần nào mình rút nó cũng hỏi. Còn khi nào nó yêu cầu các bạn nhập bảo mật thì tùy cho cái nó chắc nó phụ thuộc vào cái quá trình các bạn hoàn thiện cái bộ hồ sơ khai báo các thông tin liên quan vô. Thì lúc đó nó sẽ hỏi. Còn nó không hỏi thì thôi càng tốt. Ok. Còn của mình nó hỏi thì mình nói như vậy đó. Còn giờ nó thay đổi nó không hỏi sao mình biết được. Rồi có một bạn hỏi khi nào thì mình nhận được tiền vấn đề này mình đã đề cập ở trong cái clip nói về xem báo cáo tài chính nói rất rõ và chi tiết rồi ha Duy một cái nữa mình muốn nhắc lại với các bạn là khi mà mình làm những cái chóp chọn gói mặc dù đó là của ông chủ đã thanh toán đã có hồ sơ đẹp nhưng không có nghĩa là mình không có khả năng bị lừa nha các bạn cho nên là khi mà đã chấp nhận làm cái cái chóp chọn gói là xác định trong đầu là bị lừa đi đã vậy đi cho nó chắc chứ còn sau này mà, mà trục chặt hay không nhận được tiền hay nào lúc đó đừng quay qua dí mình mà nó không có giải quyết được đâu thậm chí cả Odesk nó cũng không giải quyết được cho nên nó mới phải cảnh báo mọi người trước khi ký hợp đồng làm chọn gói như một cách để lựa những cái chóp ngon là các bạn xem trong cái bộ hồ sơ của ông chủ nhìn những cái chóp mà người ta đã từng thuê xem cái cái mức phí mà người ta trả cho những người trước đó Uh, có xứng đáng hay không? ví dụ như uh, job về copy paste dữ liệu đi, uh, data entry đó, thì thường uh, hồi xưa mà nó chưa giới hạn thì nó uh, trung bình là cỡ một hai đô, ba đô, đó tệ nhất là một đô, còn cái mức mà bình thường là hai đô giờ. Còn uh, hả, coi cái bộ hồ sơ mà ông chủ ông trả cho nhân viên mà có không phết một không phích hai đô thì thôi bye bye ổng luôn đi. mấy ông chủ keo kiệt đó là làm chi mặc dù hồ sơ không đẹp á nhưng mà mấy mấy người đó người ta sẽ làm bằng cách như thế này người ta sẽ chia nhỏ công việc ra một cái công việc đó thôi mà họ họ mướn 10 người mỗi người làm có một chút mà xong họ trả một số tiền rất là nhỏ sau đó nguyên cái bộ hồ sơ đẩy lên có một công việc một mà chia rất nhiều người làm mấy ông chủ đó là cũng thuộc dạng gì á chứ còn thôi người ta thuê đại người trừ khi cái khối lượng công việc nó quá nhiều mỗi người làm cả nghìn đô á hoặc là tệ nhất phải năm bảy trăm đô á thì nhiều người làm thì mình mới hiểu là ừ, họ cần gấp, họ cần cho xong nhanh. Còn ví dụ như mỗi người có một, một hai đô, mỗi người một hai đô mà một cái công việc đó thôi, cùng một cái công việc đó thôi. Mà mỗi người đã có vài đô thôi, thì coi lại cái ông chủ đó. Thường thường mình ít khi nào mà mình vô mình làm cho mấy cái ông chủ mà keo kiệt gì lắm. Làm cho mấy ông đó là chắc chắn không có tiền bo đâu. <laughs> Còn hả mình mình làm là mới đầu mình chưa có kinh nghiệm hồ sơ chưa được đẹp thì mình chấp nhận mình làm đại cho ai cũng được để mình lấy cái hợp đồng cho đẹp thôi. Khi mà đã có hợp đồng đẹp rồi thì mình bắt đầu mình có cái quyền lựa chọn khác. Dạy gì mà phải đi làm không công cho người ta nữa. Dĩ cái nữa, kể cả những ông chủ có bộ hồ sơ hoành tráng thì nhưng mà nếu như mà cái job đó đó, cái cái mức phí nó quá cao, chẳng hạn như nó tính đến mấy trăm đô, nghìn đô chẳng hạn thì cũng đừng giải gì mà ngồi đó mà làm trọn gói với cái job khủng như vậy. Mình sẽ phải yêu cầu số tiền đặt cọc ba chục bốn chục trăm còn bình thường mình nhận mình làm những cái chóp nhỏ nhỏ trăm đô thì nhỏ nhỏ trên dưới trăm đô trở lại thì nó cũng không thiệt gì mấy còn những cái chóp mà lớn quá Mình làm thâm thẳm chiều trôi cả tháng trời mới xong xong rồi quay qua không được lấy tiền thì coi như là uống nước lã rồi còn tốt nhất là cứ thu thập những cái chóp chọn gói chừng vài chục đô thôi là chuẩn nhất làm vừa nhanh có tiền vừa xong có bị lừa thì cũng mất ít công thôi đó thành ra mình nhắc lại là mình sẽ không giải quyết cái vấn đề uh, quật tiền bởi vì mình cũng không uh, có khả năng để giải quyết rồi một cái nữa bạn nào mà tạo khao không thành công á thì khỏi cần làm modest, ok rồi hôm nay chắc đạt kỷ lục quốc gia về nói ít <laughs> cái gì cũng vậy à, nói riết thì nó cũng hết đâu còn gì đâu mà nói có đề tài gì nữa đâu mà nói Dòng vòng có nhiêu đó thôi còn giờ phụ thuộc vào câu hỏi của các bạn coi là hỏi vấn đề gì thì lúc đó mình mới biết là có cần phải thiết phải nói thêm hay không còn giờ khơi khơi tự nhiên kêu tôi nói đi nói gì giờ không lẽ nói chuyện ở thời thơ ấu đi học quánh lộn hả <laughs> hay là chuyện tại sao cũng không chịu lấy chồng <laughs> chịu nói không? <laughs> Chuyện đó mà cũng bắt tôi nói được nữa. Nói xong rồi mọi người ném đá tôi rồi mấy người đứng ngoài cười hả? <cười> Đôi khi cũng cần phải bí ẩn xíu để mọi người còn thắc mắc mình là ai. Chứ cái gì cũng xô hết ra rồi thì ai thèm quan tâm mình nữa, đúng không? <laughs> ok, xin chào.